trước cho anh làm được không ạ? Thực ra thì tiết mục này bọn anh không tập, không làm gì cả đâu. Hôm nay anh chỉ định tôi đi với Hào hỗ trợ anh thôi. Vâng. Và anh hát thì đặc điểm phải nhìn chữ nên mọi người tới một tí để chờ hai diễn viên phù hợp. Vâng ạ, em thấy anh Trung thì đã xong rồi. Em mời anh Trung lên đây với em trước thì ạ. Dạ, mời anh ạ. Anh Trung lên đây trước với em. Mọi người chuẩn bị thấy của anh Trung vào khoảng khăn. Chào, chào sư phụ ạ. Dạ, anh đi một phần ạ. Sư cô. Gì thảo phỏ. Tiếc thầy, tiếc thầy. Tiếc thầy với ông này rồi, ông con ạ. Dạ. Chào sư cô đi đâu làm ở đây đi ạ? Ta buồn. Buồn ai à? Thằng ngạn à? Ngạn của mắt biếc đấy. Tại sao lại buồn ngạn của mắt biếc ở thời sư cô? Cái nó cần làm thì nó không làm, để ta buồn quá. Nếu là sư phụ sẽ làm gì ạ? Câu hỏi sao thì? Nếu như là sư phụ là ngạn thì sư phụ sẽ làm gì ạ? Nếu ta mà là ngạn thì là thích là nhích thôi. Rồi ạ, chính vì có rất nhiều người như sư phụ cho nên là trong phim thì có người giúp như vậy ạ. Bạn Hào của chúng tôi sẵn sàng chưa ạ? Sư đã có ở đây rồi. Rồi ạ, xin mời các bạn lên sân khấu để biểu trợ cho phần hát karaoke của anh Hào. Đây ạ, mời sư cô ngồi đây ạ. Dạ. Sư cô vứt cả dép với cả giày đi rồi. Tiết mục này mà chấm điểm thì sẽ trừ mất 15 điểm vì phần trình bày và phần setup quá lâu. Được chưa? Anh có cần karaoke hiện trường lên đây không ạ? Mọi người bật một em bài Động Ta Không Động Làng ở phía trên sân khấu này đi ạ. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe Động Ta Không Động Làng từ anh Trần Nguyễn Đạo, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.